Hello, xin chào cả nhà yêu thương nè. Lời nói đầu tiên cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà thương thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc. Thì hôm nay Hùng Lý sẽ có một cái thông tin vui, thật là vui để gửi đến cho cả nhà mình. Hùng Lý nghĩ là cả nhà mình nghe, cả nhà mình sẽ rất là vui luôn. Là vui là như thế nào nè? Là vui là gì? Vui cho những bà con khó khăn. Sẽ có một cái thông tin rất là vui nữa luôn. Hồi sáng Hồng Lý có nói trên cái clip từ thiện buổi sáng rồi, nhưng bây giờ có thêm một thông tin mới nữa. Vui của đó như thế nào thì Hồng Lý sẽ, cả nhà chờ chút xíu, Hồng Lý sẽ bật mí cho cả nhà mình. Thì bây giờ là trước khi chúng ta nói về cái tin vui đó là tin gì thì chúng ta sẽ Ốc Bé Hai. Giờ cả nhà nghe. Thì Ốc Bé Hai thì mỗi ngày thì càng ngày thì càng được nhiều anh chị em đến ủng hộ nè, và cập nhật càng ngày càng có những cái món mới. Và tôm đây là tôm hùm nha cả nhà nha. Đó, tôm hùm này để lên vậy nè. Đó, trước vậy cho cao cao nó đẹp nè. Và tôm càng nè. Tôm càng thì tôm càng là 400 hả anh hả? Tôm càng 400 hả anh hả? Tôm càng 400, còn tôm hùm 800 đúng không? Tôm hùm là 800, nghe nói 800 mắc chứ một con như vậy á. Thì tầm có một con 100 mấy, có một con 200, thì con nhẹ thì 100 mấy. Nhưng mà mình lựa con nặng nặng thì nó sẽ chắc thịt hơn và nó có gạch nha cả nhà nha. Là 200 chúng ta có thể là chế biến nướng phô mai nè. Rồi nướng theo kiểu, nói chung là ý thích của mình đi. Nói chung là nướng đủ thứ, mà ai thích cái gì thì cứ đưa ra. Thì em Hạnh sẽ là đầu bếp, đầu bếp Giang Con Cóc sẽ làm cho tất cả mọi người hài lòng nha. Và càng ghẹ này, càng ghẹ thì cả nhà đã biết rồi, là 150 một dĩa. Ốc hương, ốc mỡ 80, rồi cà na 50, nghêu 50, sò huyết, ốc bông 50, rồi sò lông 50, rồi mì xào móng tay, ốc bu. Nói chung là giá 50 nhiều lắm. Còn giá 80 với 100 thì rất là ít, là những cái món ốc nào mà gọi là mắc tiền á, như ốc hương nè thì giá cao nha cả nhà nha. Ốc dừa nữa là bạch tuộc Bé Hai ghe đó. Dạ khách hàng hả? Nói chung ra là bây giờ là cập nhật buổi chiều giờ cho hả khách đến ủng hộ Bé Hai nè. Mình nắng gì ở khách mất chứ Bé Hai coi đó, mình nắng gì dạ đó. Thì cả nhà nhìn đi, bắt đầu giờ này là bắt đầu bán, nhưng mà buồn cái là Bé Hai bán bắt đầu được có 10 giờ thôi Bé Hai hả? Thì thông cái thông tin và ở phường đưa ra thì em đã biết là như vậy rồi, thì còn vấn đề bán được hay không thì qua một giờ mình sẽ tính tiếp. Tính tiếp. Tại vì luật ở đâu cũng vậy, nó có cái tình cái lý chứ mà siết chặt quá, nhưng bà con họ rất là khó khăn. Nói chung thì mình gói ghẹn nha, cho nó gọn một nói chút. Chung là thì em nghĩ vậy nè cả nhà. Thì đúng ra là bán đến 10 giờ, nhưng em nghĩ là thí dụ như là một bàn hai người gì đó, hai ba người gì đó, thì nói chung là chắc người ta cũng sẽ du di cho mình, giống như là người trong nhà. Rồi ăn ngồi một bàn nó không được là chấn động giống như là những thường ngày mà ngồi tới 10 giờ, 11, 12 giờ mà ngồi 4, 5 bàn, 7, 8 bàn. Đấy, đó là gọi là mình không gọi là giữ cái nguyên tắc, mình không có làm theo cái nguyên tắc không có được. Hiện tại là trên giấy tờ là chính quyền đã cho khách uống bia tại chỗ luôn rồi. Ồ, đó thả từ từ rồi đó. Uống cho uống bia luôn rồi, nhưng mà hôm nay cho báo một tin buồn cho mọi người là em mới được đọc một tin là hình như là ngày hôm nay chính thức là đóng cửa hết các si ba ba và các dịch vụ rồi, khu vui chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay đóng cửa lại nữa, mới mở hôm qua nhưng mà hôm nay lại đóng nữa. Ừ, nếu hôm nay đóng rồi đi ngày mai mình đi chùa tóc ba được không á? Được, đó là cái thơ là được. Tại sợ nha. Ngày mai là ngày gặp á. Chơi lại khác. Nơi công nghiêm chùa thiền. Tại vì đám cưới đã cho đãi rồi, đám sinh nhật đã cho đãi, mà số lượng ít người thì chùa thì cũng như vậy thôi. Ok, nó vậy thì mai mình đi được, sợ mình kêu xe rồi, mình cũng sợ. Đó, thì ngày mai em sẽ nghỉ một ngày nữa cả nhà nha. Ngày mai một ngày của chúng em sẽ đến chùa và lạy Phật nè, cầu cho quốc thế dân an nè, rồi đất nước được mưa thuận gió hòa nè, rồi nhà nhà được bình an vô sự nè, gia đạo lúc nào cũng được gọi là bình an và được nhiều sức khỏe. Và còn nữa, hồi ngày xưa thì mình cầu nguyện như vậy thôi, còn bây giờ là cầu cho những anh chị em, bà con, cô dì, chú bác trên kênh Sức Sống Mới sẽ được nhiều sức khỏe và tâm lúc nào cũng được vui vẻ, để luôn luôn ủng hộ kênh Sức Sống Mới nữa nha cả nhà nha. Đó, thì bây giờ là em nói về Ốc Bé Hai là cái điểm là mỗi ngày thì mình đều nói rồi, nhưng mà cái vấn đề hôm nay là cái điểm chính là em muốn nói với cả nhà mình là có một người bạn đang qua bên đây chơi, thì người bạn nó qua đây chơi là về vấn đề gì, thì cả nhà mình hãy cùng em vào trong tương tác với người bạn đó. Và có lẽ là cả nhà mình cũng sẽ biết người bạn đó, vì người bạn đó cũng đã lên clip với em một lần rồi, và cũng đã lên một hai kênh của những cái kênh khác nữa. Thì cả nhà hãy cùng vào xem nha cả nhà nha. Rồi mình sơ lược ốc trước nha cả nhà nha. Và không quên nói là cả
cả nhà nhớ là đến ủng hộ bé Hai. Tại giờ bé Hai bán đến 10 giờ thì bắt đầu là không còn như trước là được bán khuya mà được đông đúc nữa. Thì mong cả nhà mình có ăn ốc thì order sớm cho bé Hai, hoặc là đến ủng hộ sớm cho bé Hai để bé Hai bán hết. Và đặc biệt ngày hôm nay thì mong sẽ bán hết sớm mà bán được để ngày mai tụi em phát gạo rồi tụi em tranh thủ tụi em đi chùa nha cả nhà nha. Mong là cả nhà sẽ đến ủng hộ. Như vậy nè, em nghĩ như vậy chơi có bí thư vấn đề nè. Ví dụ mà khách tôi muốn nhậu lâu quá cũng được nha, em có thể sắp xếp được hết, chứ không phải là khách nhậu nhậu lâu mà em không sắp xếp được. Không, em có sắp xếp, em cũng nói luôn, thì bây giờ nói thì không có gì ngại. Thì em có giống như là nhà của bà con á, nhà của bà con gần trong đây, thì có thể là mình ngồi nhà bà con, mình không có mà bên quán, chứ như nhậu kiểu gia đình đi thì hai ba người thì vẫn sắp xếp được cho anh chị đến ủng hộ nha anh chị nha. Dạ đó, tụi em không phải là phá luật đâu, nhưng mà tụi em sắp xếp một cách là không làm cho cảm thấy bị phản cảm và làm cho chính quyền đi tới, mà để làm gọi là những cái sai phạm không có nha cả nhà. Sắp xếp một sao cho ổn định thôi. Dạ đã biết, hai biết sao không, cấm buôn bán chứ không phải là cấm bạn bè đến chơi, đúng không? Không, không phải là cấm buôn bán qua 10 giờ á, nhưng 10 giờ mà là đó, chỉ là thí điểm thôi, thí điểm mấy ngày đầu để cho mọi việc nó như thế nào đã, tại vì hiện tại là số ca dịch tăng ca. Nhưng mà em nghĩ là thật sự như cái này là không phải là em có phá luật, mà thật sự là bây giờ có đưa giấy đưa ra thì ở đâu cũng vậy, nó cũng có dư vô cho mình hết. Tại vì những ngày đầu em cũng bán tới 9 giờ, mấy ngày đầu mà lúc là đưa ra thì bán 9 giờ, nhưng mà chỉ được 1-2 ngày thôi thì mọi việc nó cũng đi vào đó hết trơn. Bây giờ cái đó là cái luật là làm cho mình phải làm đúng, nhưng mà nó cũng có sự du di trong đó để cho bà con buôn bán dễ thở, nhưng mà đừng có làm quá thôi, và đừng có thì kiểu như là vượt quá giới hạn. Ví dụ như mình biết như vậy thì mình làm sao sắp xếp sao cho nó gọi là ổn thỏa đàng hoàng, chứ không phải là được thả vàng mà ngồi như là 10 bàn mình dắp 23 bàn đúng rồi, mình rộng rãi ra, thoáng ra, cách xa ra này nọ. Rồi cả nhà hãy cùng em và bé Hai vào trong nha. À, quên, em đi vào trong nha cả nhà nha. Đi vô là bạn em đã ăn hết rồi. Em đứng em nói bạn em ăn hết trơn rồi cả nhà ơi. Thế bạn qua bên đứng bên đây nè, đừng có bạn nghe. Đây, cả nhà có nhận ra ai không? Nếu mà những anh chị em mà mới thì có lẽ là chưa có biết Hải, nhưng mà nếu mà anh chị em mà đồng hành lâu trên kênh á thì sẽ biết Hải, vì Hải đã có clip với em từ đó đi ăn ở Vincom hả? À đúng rồi. Dạ Vincom. Và cùng dán tiền để mình để mic luôn hả Thái ha. Là mình ăn đi đó, đi ăn với vợ chồng dán tiền với lại bi chim. Đúng không? À, đúng rồi. Đó. Thì trước tiên Hùng Lý rồi cả nhà nghe nói là hồi nãy Hùng Lý nói là sẽ có một cái tin vui. Thì một chút nữa thì chút xíu Hùng Lý sẽ nói. Thì bây giờ Hùng Lý sẽ hỏi thăm Hải về công việc thời gian qua. Hôm bữa giờ dịch tới giờ Hùng với Hải cũng không có đi chơi chung hoặc là đi ăn uống gì hết. Thì hôm nay Hải qua ủng hộ bé Hai thì cũng có thêm một cái thông tin. Như vậy là thông tin đó Hùng Lý sẽ nói sau khi mà tư vấn và trò chuyện với Hải xong nha cả nhà nha. Đó, để thôi bây giờ trò chuyện với bạn bè bình thường đi. Đó, em không có sửa lời sửa tiếng gì nữa. thoải mái đi tại vì trên kênh rồi em phải nói sao cho truyền tải thông điệp đến sao cho cả nhà dễ hiểu, còn bây giờ là em bung lụa khác nữa, em muốn nước chút thì em nói được chứ. Rồi xả về ai say thấy chứ. Hôm bữa giờ dịch đó Hải ở trên Sài Gòn hay Hải về quê? Em ở đây luôn, em không có về, tại vì còn mấy cái tiệm ở Bến Tre, tiệm Vĩnh Long là em đều đóng cửa hết rồi, tại dịch ở dưới bây giờ nhiều quá không có mở được. Wow, giờ em chỉ mở lại được tiệm ở 184 Nguyễn Xí thôi. 184 Nguyễn Xí là cái đó là tiệm gọi là đứa con tinh thần đầu tiên của Hải đúng không? Dạ đó, cái nhà đó là cái nhà khởi nghiệp đầu tiên. Nên bây giờ chỉ mở chỗ đó thôi. Đó là cái tiệm mà đẻ cái đàn con đúng không? À đúng rồi. Đó là người mẹ vĩ đại. À, người mẹ vĩ đại của những đàn con đúng không? À đúng rồi. Đó, thì Hải là thợ, là chủ tiệm tóc, rồi dạy nghề đồ này nọ đúng dạy không nghề hả? Luôn dạy. Nhưng mà Hùng Lý chỉ nói sơ sơ cho cả nhà mình thôi, thì Hải có một thông tin với Hùng Lý là Hải hiện tại bây giờ cũng đang muốn giống như là gọi là giúp đỡ cho một số anh chị em trong cộng đồng LGBT mà thực sự khó khăn nha cả nhà, dùng cái từ khó khăn nha cả nhà, là giống như là bây giờ là muốn học nghề nhưng mà thực sự gia đình không có điều kiện, thì Hải sẽ đến đó Hải dạy, Hải không lấy tiền mà đúng rồi. Hải sẽ truyền nghề lại cho các em.
Chỉ đặc biệt nha, nói rõ ràng nha cả nhà nha, là chỉ dành cho những hoàn cảnh khó khăn thật mà các em đang yêu nghề tóc, nhưng mà các em đang ấp ủ, đang muốn học nghề nhưng mà các em chưa có điều kiện để đi học. Đúng thì rồi. Hải sẽ hỗ trợ dạy nghề cho các em không tính phí. Và sau nữa Hải? Rồi nếu mà không có chỗ ăn chỗ ở thì Hải cho ở tại nhà của Hải luôn, rồi ăn Hải lo luôn. Wow, trời ơi, học nghề mà bao ăn ở nữa. Rồi em thấy bây giờ mà nếu mà thật sự ra mà đi ra học nghề tóc á chẳng hạn, em nghĩ là tính bắt đầu em có dám tính giá cao đi ha. Em nghĩ là phải cầm giá tiền chục triệu đó. Đó, là học cái nghề thời điểm bây giờ mà học đi học nghề mà về nghề tóc mà Hải làm về tóc nữ nữa đúng không? Đúng rồi, tóc đó, nữ. Đó, tóc nữ thì đa số thì em biết là đi học nghề là tóc nữ học giá cao hơn là tóc nam. Theo tóc nam Hồng Lý biết á, tóc nữ là giá rất là cao, thì học duỗi, học nhuộm, học đủ thứ, rồi học móc, học tùm lum la hết trơn, chứ không phải như nam mà tóc nam mà dễ đâu. Nên vì vậy là giá rất là cao luôn. Hùng Lý không có biết gần về cái giá cả của học nghề, nhưng Hùng Lý nghĩ là phải tầm chữ chùm tử chục triệu á đó. Nhưng mà bây giờ là đã có hôm nay Hải được gặp được Hải ở trên kênh Sức Sống Mới rồi, thì các em trong cộng đồng LGBT hoặc là những người không phải là cộng đồng LGBT cũng vậy, mình chia sẻ cái clip này để nhiều khi những hoàn cảnh khó khăn mà các em đang yêu cái nghề tóc, mà các em đang ấp ủ, mà đang để dành, đang mong chờ để được học cái nghề á, thì hãy chia sẻ nhiều khi được đến tay các em đó, thì các em đó sẽ biết được và đến gọi là nhận sư phụ nha cả nhà nha. Còn khi mà công bố chính thức á, thì một ngày gần đây Hùng Lý sẽ qua bên tiệm Hải, sẽ quay cho cả nhà mình xem là cái tiệm tóc của Hải, rồi sẽ nói về cái thông tin này rõ hơn nữa nha cả nhà. Thì hôm nay qua đây á, thì Hải qua đây là trước hết là Hải qua ủng hộ bé Hai, xong có một cái thông tin gửi đến cho các hoàn cảnh khó khăn là xã Hùng Lý có nói là đợt này phát gạo là tất cả đều là thực phẩm chay, không kèm bất cứ cái gì đồ mặn vào. Ở đợt này là phát chay thôi Hải. Rồi trước thí dụ như là phát thì sẽ có nước mắm vô. Nhưng mà cái này là gầm lớn á, ngày 15 á, là muốn dùng tất cả đều là tinh khiết hết và vậy trong là lành hết. Là tốt. Nước tương chứ không cho nước mắm. Rồi nào là dầu ăn, là đậu hũ, tả ớt, rồi này nọ, rồi gạo, rồi rau củ. Cho người ta về luộc rau củ lên chấm nước tương hoặc là lấy rau củ đó kho chung với đậu hũ. Nói chung là một ngày tinh khiết dành ngày 15 là phát dành ngày tinh khiết hết. Thì Hùng Lý được là 117 phần, thì ngày mai Hùng Lý sẽ công bố danh sách rõ ràng là anh chị nào ủng hộ bao nhiêu phần. Còn ngày mai khi bắt đầu chuẩn bị người ta chở hàng tới, bắt đầu khi phát Hùng Lý sẽ livestream trực tiếp cũng giống như thường ngày mà Hùng Lý phát. Nhưng mà họ có Hùng Lý lên ngủ á, thì có một người anh, một người bạn là tên Hùng, bạn của Hùng Lý nhắn tin là anh muốn kèm vào cho mọi người 100.000. Hùng Lý mừng quá trời mừng luôn. Thì Hùng Lý nghĩ là trời ơi, bà con mà nghe có 100.000 tự nhiên thấy nó lớn lắm. Đúng rồi, tại mùa dịch nữa. Khi mà phát cái phần quà mà trao 100.000 á Hải, thấy vui lắm. Dạ. Hồi nãy Hùng Lý đi công chuyện thì trên đường đi thì được Hải điện thoại, Hải muốn kèm vô mỗi phần quà thêm 50.000 nữa cả nhà ơi. Là ngày mai phần quà đó gồm những cái thực phẩm mà Hùng Lý ghi trên phiếu á, thì ở ngoài mà khi phát ở ngoài hiện kim là sẽ có 150.000 nữa. Rồi cả nhà thấy có vui không? Hùng Lý nghĩ là cả nhà không nhận nhưng mà cả nhà cũng rất là vui vì những người trên kênh Sức Sống Mới mà những anh chị mà đồng hành á, dù không phải là cho anh chị nhưng mà anh chị sẽ rất là vui khi là Hùng Lý càng ngày càng được nhiều nhà hảo tâm đồng hành để chia sẻ đến cho bà con. Là Hùng Lý là chứng tỏ là Hùng Lý đã truyền tải được thông điệp và làm được những cái điều mà gọi là các anh chị em nhìn thấy được rồi mới tin tưởng, mới giao cho Hùng Lý. Chứ thực chất ra bây giờ mà người ta không tin tưởng á, 200.000 người ta cũng không giao nữa. Đúng rồi. Đúng không Hải? Mà bây giờ khó khăn lắm, nhiều người rất là khó khăn. Đó. Nhưng mà tin tưởng một người rất là khó nữa. Đó. Thì cả nhà biết là khi mà đã tin tưởng rồi người ta mới giao cho mình. Dù cái trách nhiệm đó Hùng Lý làm á, thực sự là chỉ làm là mình bỏ cái công mình ra thôi, nhưng mà Hùng Lý cảm thấy là Hùng Lý rất là vui vì được các anh chị em trên kênh Sức Sống Mới tin tưởng Hùng Lý và giao cho Hùng Lý cái trách nhiệm này. Mà hình như là cái trách nhiệm này Hùng Lý đã ấp ủ từ nhỏ lận, khi mà còn rất là nhỏ là Hùng Lý đã biết chia sẻ đến cho bà con khó khăn rồi. Thì hôm nay Hùng Lý được cộng đồng mạng yêu thương và tin tưởng thì Hùng Lý đã càng ngày càng làm được nhiều hơn nữa. Đó thì không biết nói gì hơn, thì cũng thay mặt các bà con khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, các cô chú nhà trọ, cảm ơn Hải rất là nhiều đã cho Hùng Lý được gọi là làm thêm một chút gì đó để gửi đến cho bà con. Và cảm ơn anh Hùng và cảm ơn tất cả những người đã cho Hùng Lý phát gạo ngày 15 gần tháng 10 này. Và không quên cảm ơn tất cả anh chị em trên kênh Sức Sống Mới, người có đồng hành và người không có đồng hành vẫn cảm ơn, vì cảm ơn là luôn có những anh chị gọi là vào tương tác thì cái kênh Sức Sống Mới càng ngày mới càng được lan tỏa và nhiều người biết đến. Như cả nhà nha. Thì bây giờ cảm ơn Hải nha, cảm ơn Hải rất là nhiều.
nãy giờ Hải ăn, Hải thấy hôm nay qua đây Hải ăn ốc thấy bé Hai làm sao nè? Ngon. Ngon không? Ngon, ngon mới hết, nó hết dĩa nè. Định nói đó. Định nói đó. Ngon trả lời không ngon, có là chết với tôi liền. Trời ơi, tôi ra tôi quay tới hoành cho hết trơn rồi, buồn quá à. Đó nha cả nhà nha. Thì bây giờ có thể lượt được bao nhiêu clip rồi, bao nhiêu phút rồi? Ba cái hấp clip ha. Tại vì em đang ngủ Hải đi ăn vặt thì sẽ có một cái clip ăn vặt gửi đến cả nhà mình nữa nha cả nhà nha. Thì Hải có đôi lời mà nói trên kênh là địa chỉ của Hải ở đâu trước khi mình qua nhà Hải quay clip, thì Hải cũng có đôi lời để nói để nhiều khi trong thời gian không chưa quay clip thì sẽ có người qua ủng hộ và tương tác với Hải trong thời gian này. Mình nói chuyện dở lắm, nói chung là nhà của mình là ở hẻm 184 Nguyễn Xí. Tại giờ là mình salon của mình có đang chương trình giảm giá combo 3 bước là chỉ có 299k thôi. Anh chị em bạn bè muốn ủng hộ thì tới 184 Nguyễn Xí, phường 26 Bình Thạnh. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Ba bước, ba bước là bước 1 với cả nhà là bước vô nhà. Bước 2 là bước lên lầu 1. Hải ở trên lầu 2 ví dụ vậy, đây là bước 3 nha cả nhà nha. Thì cái bước 3 đó thì Hùng Lý nghĩ bây giờ mình lên nó nhiều quá mệt, sắp tới rồi mệt lắm. Bây giờ mình được 3 bước nhưng mà nói thôi bây giờ mình bớt cho ông chủ 2 bước luôn. Mình bước thẳng lên lầu. Mình lấy cái bước cuối nó quan trọng lắm nha cả nhà nha. Bước cuối lúc nào cũng là cái kết hết trơn đó. Đó. Bây giờ bước 1 là vô gặp gọi là người quản lý salon tóc. Bước 2 là lên lầu để ngắm, ôi trời ơi nhà của Hải như thế nào. Bước 3 lên trở lại lên ngay phòng ông chủ luôn. Trời ơi là trời, khỏi nói nhiều hết trơn á, vừa vô anh chị ơi chuẩn bị bước 1 thì em, nếu em là khách hàng em sẽ giúp em trả lời một câu. Thôi bây giờ không bước 1 bước 2 gì, chị muốn bước lên bước 3 luôn được không? Nhanh gọn lẹ để còn đi về nữa. Bây giờ ta nói là thời gian là vàng bạc đó nên phải tranh thủ. Nhiều khi hên dư thời gian cái được 1-2-3 bình nữa sao. Trời ơi, nhiều khi mới có 1 bình cái sao cái thời gian còn ha, còn thời gian cho em thêm 2 bình nữa được không, vui về. Rồi cái lúc lý phần lý và Hải cảm ơn tất cả mọi người hồi nãy giờ đã tương tác cùng kênh Sức Sống Mới và cùng Hùng Lý và Hải. Hẹn chào tạm biệt cả nhà mình, hẹn vào clip sau rồi, bye bye.